Diễn viên Nhậm Gia Luân nói về cảnh quay Lao Vách Núi không dùng thế thân, rất sợ nhưng phải luôn cố giữ vẻ mặt thật ngầu. Diễn viên Nhậm Gia Luân đã vứt nỗi sợ độ cao qua một bên để hoàn thành cảnh quay tốt nhất. Gần đây có thông tin diễn viên Nhậm Gia Luân đã tự mình biểu diễn cảnh phim bay từ trên vách núi xuống để truy kích kẻ địch. Nhiều khán giả thảo luận và khen ngợi tinh thần kinh nghiệm của nam diễn viên. Đạo diễn phim Mộ Bạch Thủ Nhậm Hải Diệu đã đích thân chứng thực điều này. Trong một video phỏng vấn với Joku, Nhậm Gia Luân đã trả lời về cảnh quay vách núi nguy hiểm của mình. Nếu Nhậm Gia Luân không nói, người hâm mộ cũng không biết anh có chứng sợ độ cao. Quay một cảnh phải bay từ vách núi xuống như vậy, lại không cần dùng thế thân. Đối với người sợ độ cao là chuyện vô cùng khó khăn. Anh đặc biệt sợ hãi khi quay cảnh vừa lao xuống với dây cáp treo, vừa phải chúc đầu xuống để tạo mặt lạnh lùng, đúng biểu cảm của nhân vật. Tôi nhảy cáp treo thì không có vấn đề gì cả, nhưng có một cảnh phim đầu tôi phải hướng xuống. Một bên núi dù là một bên cũng gọi là cao, vừa phải chúc đầu xuống lúc đó dây cáp treo còn đang thả xuống, tôi thật tình là sợ lắm. Nhưng vẫn phải giữ biểu cảm gương mặt sao cho thật ngầu. Nhậm Gia Luân trần tình các cảnh đánh đấm khác đối với anh không có khó khăn nề hà gì. Nhưng trong cảnh lao vách núi đầy nguy hiểm thì bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất sợ. Không phải chỉ quay một lần là qua, mà anh còn phải quay những 3-4 lần mới được đạo diễn ok. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Người đàn ông mạnh mẽ, không cách gì có thể ngăn cản được nét manly ấy. Cùng chứng sợ độ cao, gặp tôi chắc mềm chân tại chỗ mất rồi. Nhậm Gia Luân cũng liều mạng quá rồi. Người thật ra trận hiệu quả thị giác khác liền. Đây mới là võ hiệp thực sự, thưởng thức thái độ của đạo diễn và tự đột phá chính mình của diễn viên. Nhậm Gia Luân quá kinh nghiệp, diễn viên phải thực lực. Diễn viên Nhậm Gia Luân được mọi người biết đến như tác phẩm Đại Đường Vinh Diệu kết đôi cùng với Cảnh Điềm. Phản ứng hóa học cảm giác couple mà cả hai mang lại rất tốt, giúp bộ phim đạt được thành tích cao. Sau bộ phim Đại Đường Vinh Diệu, Nhậm Gia Luân tiếp tục hợp tác cùng với Dương Tử trong Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Một lần nữa khả năng diễn xuất của anh được công nhận. Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đảm nhận vai chính phát sóng, giúp nam diễn viên trở nên nổi tiếng hơn và thu về cho anh lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!